xác minh clip xe máy biển xanh truy đuổi, đạp ngã nam thanh niên đang chạy ở tốc độ cao. Đoạn clip dài 23 giây do camera hành trình của một ô tô ghi lại. Theo đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút tối mùng 7 tháng 2 trên đường Nguyễn Văn Linh thuộc phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, một thanh niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao trên đường thì bị xe biển xanh truy đuổi, áp sát. Khi hai xe gần nhau, một người trên xe biển xanh được cho là đã dùng chân đạp vào xe máy còn lại khiến xe trượt dài trên đường, còn nam thanh niên điều khiển xe thì ngã bất tỉnh. Sau khi xảy ra sự việc, nhiều người đi đường dừng lại hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời yêu cầu những người trên xe biển xanh ở lại hiện trường để giải quyết. Hiện chưa xác định được người mặc trang phục cảnh sát cơ động và xe máy biển xanh. Liên quan vụ việc này, lãnh đạo công an thành phố Thủ Dầu Một trả lời trên Vietnamnet, đơn vị đang xác minh làm rõ đoạn clip xe máy biển xanh truy đuổi, đạp ngã xe máy trên đường khiến một người bị thương. Còn chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Phú Nguyễn Văn Ân cho Vietnamnet biết lực lượng công an phường Hòa Phú không có kế hoạch tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh vào tối mùng 7 tháng 2. Đồng thời chiếc xe máy biển xanh này cũng không phải của công an phường.